Hello các bạn, welcome back to Hawaii Channel. Hôm nay là ngày Chủ nhật, tháng 6, 11 Tây. Đó, thì hôm nay mình có đại tiệc cho chị Châu sinh nhật. Đó, ăn biệt danh là Cindy. Biệt danh là Cindy. Đó, là ở mình đại ở nhà mình. Đó. Ok, bây giờ mình đi vô nha, vô bàn tiệc đó. Đó, đầy đủ hết. Đó, cái nhân vật chính nè, đó. Hưng qua giới thiệu, nhân vật chính là ai nè? Đó, Cindy. Đó. Cái này là mommy hôm nay được lên sóng nè. Cái này gì Tám. Đó. Dì Tám, mọi người có thấy cái clip qua nhà dì Tám rồi đó. Bữa hậu có quay nhà dì Tám đó. Anh Dũng xã. Andy đó. Andy chị Chanh là Dũng xã. Andy. Chịu không? Đó. Quay người nướng thịt vậy đó. Lên sóng hoài rồi. Em nướng thịt đó. Đó. Nướng thịt có mặc đồ đẹp nữa. Chút xíu là có mùi thịt không à. Đó. Cái đầu tao mới gọi đầu luôn á. Ê Hưng hãy lát thêm một lớp rồi không Hưng, nó cháy quá trời đất ơi. Chặn nhỏ rồi. Nhỏ ơi mà vớt nó ra. Nó khét rồi, nó khét. Không nếu để một mặt khác. Mày đồ ăn. Thôi ăn từ từ đi, cứ ăn đi. Gọi cho ba ăn cái luôn, ba cái thôi. Bánh tè. Nó 1 giờ mới tới nó đến gấp 1 giờ lại. Này bữa tiệc gia đình làm ấm thôi, không có nhiều món lắm. Mỗi người món nè, bỏ con bò nè, rau nhà chồng, đu đủ nhà chồng. Món tôm này của mẹ làm. Bò thì ở Cali. Bồng hả? Này, dưa chua pickle. Tôm của mẹ. Này tôm cái gì? Garlic sauce. Tôm garlic. Đây là chiên. Tôm cái gì? Em lấy rồi cái này ớt đi. Để nước đâu thôi. Đâu. Để tủ lạnh. Lấy nước rồi. Đây nếp. Nè cái món chính nè. Món chính là cái này. Sầu riêng Hawaii ăn mỗi ngày luôn. Sầu riêng được ăn mỗi ngày. Do anh Dũng xã mua. Nấu nước nè. Rồi giờ tuyên bố lý do đi rồi. Rồi ăn tới đâu rồi nướng tới đó. Lại lót thêm miếng nữa. Đâu còn lấy hết cái lớp này rồi cho nó. Đại phải gì đi con. Rồi bà Quỳnh chụp nha tôi quay à. Quay lên cái ai cũng thấy đây, có nhiêu đây lâu lắm rồi mới được tổ chức sinh nhật như vậy rồi. Đúng rồi, mỗi người một năm là có 1 tháng rồi. Mày vô đứng giữa mày gì mày chị mày anh đeo luôn chú Hưng ơi. Trời ơi anh kìa. Mấy đứa nít đâu vô cho mẹ nó xích vô. Làm lại ngồi đứng nè bớt đá. Chụp hình trước đi. Nhìn đi coi. Rồi anh vô luôn. Hưng ơi. Rồi đứng chụp hình cái thằng biết. Đây quay cho giờ chụp hình dưới cặt nha. Quỳnh nhảy vô. Lấy bên sách đi. Vi quay phim mà Quỳnh nó Quỳnh livestream. Anh đừng nhai nữa anh. Rồi. Nhai vô đi tôi sẽ ăn. Cắm mé. Vô vô. Đi la. Vô Quỳnh livestream đó. Đâu rồi? Cái màn này là chưa còn ha. Màn này là màn tặng quà đó. Rồi dạng sự như ý nha. Rồi chụp hình không? Hôm nay bấm sinh nhật con gì chúc con cũng trẻ khỏe đẹp. Làm ăn rồi quên đấy còn cái trẻ đẹp nữa. Trẻ đẹp á. Cảm ơn gì ủa cảm ơn gì cảm ơn bác. Màu có baby. Có baby là mỗi tháng đều được sinh nhật hết. Cảm ơn mọi người. Đấy nó biểu lên là nào thôi chết mẹ chắc Quỳnh Dũng. Hôm nay surprise birthday của Cindy Châu Nguyễn. Cindy Châu Nguyễn đó. Rồi Cindy hả chảy nước trên máy quay luôn. Trời nó xúc động quá Hồng Kông gì á. YouTuber rồi livestream nó quá trời luôn. Em không chụp hình giùm á. Vậy thôi. Rồi tới con với bác chụp chung tắm thôi rồi ăn ha. Rồi Rồi hôm nay đại diện Ali Cô Châu là mời mọi người cảm ơn mẹ với dì với ba với chị với gia đình Hưng Vi với anh xã mình. Giác có em Michael tới nữa, đến chung vui bữa tiệc sinh nhật birthday của cô Châu. Lần đầu tiên đến Hawaii. Không, mới có xưa Hawaii. Happy birthday thì con mời mẹ, mời dì, mời ba, mời anh chị dùng bữa. Nè anh vô chụp hình với chị ông vậy. Bác đi Châu ơi, bác đẹp quá. Quá đẹp luôn. Thiệt. Mẹ càng ngày càng trẻ mẹ ơi. Hôm nay thấy mẹ ốm nè. Đẹp luôn á. Cái gì con muốn gì? Con muốn điện thoại đặt bánh không phải không? Chưa. Quá trời. Bắt đây nè mấy bà. Quá trời. Rồi đó. Ok. Quan thương. Đúng rồi chị lăn vô luôn. Lăn vô luôn đi. Không có nói là quay phim ấy chị. Cái này quay phim hả? Mày chụp nè. Ok. Happy birthday Cindy Châu. Many more. Ok. Thank you. Ok ba cô nàng đẹp quá. Ồ bốn trời. Anh nghe cái bên. Này gỏi đu đủ khô bò. Mở luôn đi. Này má mi làm cho sao đây? Tôm rang muối nè, bít cò ăn với lại chợ ngồng. Gì? Đẹp quá ăn với khâu bì. Còn này tôm rim. Gì mẹ? Ở gì vậy? Tôm garlic á, tôm tỏi. Tôm xào xáo. Cái này tôm muối, tôm rang muối. Mẹ. Chụp hình với bác Châu đi. Không có la. Đây anh có mì nè. Mọi người nhớ Hung Hawaii, Hung Hawaii. Rồi mặc áo biết Hawaii liền nha. Trời ơi, anh đem mặc áo bông bông mấy chị. Hai anh em bông quá, bông sắc bóng lên. Chú Hưng ơi, ba hỏi nhà có bia không kìa. Ủa ở trong khu à đó. Trong khu là có rồi ơi. Mày có khoai mỡ nướng. Bác nướng khoai luôn rồi. Lần riêng biết khoai nở mướn. Khoai mỡ nướng. Đi ăn đâu. Rồi thôi xin phép ăn nha mọi người ơi, đói bụng quá rồi. Ai làm? Hôm nay mình làm gì vậy làm? Không ăn nói là ngoài cho trên khỏi nè. Hôm nay làm gì đây? Ui Châu đây. Thịt nướng. Khao bì. Khao bì. Chắc rồi. Ồ trên xe bà Quỳnh có khoai lang á bà Quỳnh. Đã để ở nhà nè. Ồ. Hết rồi nè Châu. Mình nè. Không có chồng không? Để lại. Để vô trong cái gì đó nó cũng nó mới dài đứt xót xót. Không có nhà người đây nói. Thôi ăn béo lắm nha, ăn tuyệt vời luôn. Có ăn hậu béo dữ lắm. Trời ơi nghĩ sao con nấu? Hôm nay không có nấu nhiều mỡ lắm. Phi là nghề nấu xôi chè. Phi là thích xôi chè. Thôi nướng thì được rồi Hưng ơi, ăn đi Hưng ơi, để lát cái rồi chị bỏ này vô nè. Cất vô đi. Bánh mì sao nướng? Bỏ lên nướng luôn hả? Bỏ lên nướng nè. Bỏ mì lên kệ. Trời ơi, cái bắp thì đồng xù vậy chị gái. Thôi đi, ăn. Ăn đi chị. Cái này còn. Cái này là muốn ăn ớt sùng máu nó đòi. Muốn cay bỏ thêm ớt này vô. Nó trời ăn bánh nó đưa cái bánh cho anh. Bánh gì vậy? Bánh này trong bát ra cũng là điện thoại. Bát này á cay lắm nè. Ủa nhà bia có Quỳnh em qua vậy? Nhà bữa xin bà miếng đó. Kể về kệ ơi. Nội giỡn với làm dữ vậy. Ủa già vậy? Nó già bất tay ăn mà nó không ăn mà. Mày không đi đón rồi. Mày đâu nhà mình hả? Đâu nhà chồng. Trời ông nội làm mà nói bà nội này. Ông nội. Ông đón làm nữa. Rửa rau rửa rồi. Rửa ăn mới ngon. Ừ. Organic rau organic. Cái này có con gì nè mò nè ăn đi. Rửa kìa. Đâu lá ơi. Đừng có tính nó chậm. Cái này mà cái này phân kìa. Không khóc quá hả? Ok, đó, ăn đủ rồi. Nghe nói cho mọi người hiểu rồi. Mình ơi. Vô rửa lại đi. Ngon tuyệt vời. Miếng cua bò hợp luôn. Còn canh cừu. Miếng cua bò mặn, con lấy con bò quá cả thiệt luôn. Mình đem mắm thôi quá tay. Phải, miếng cua bò nó mặn luôn. Rồi, chậu thì không, con phải dự trước. Nay ngày rất là đẹp. Buổi sáng tưởng là mưa, ngờ 12 giờ trưa thì nó nắng quá nè hả. Đó, mọi người đó. Trời rất là đẹp. Oh, năm nay quá trời khế nè, quá trời bông luôn. Đó, đổ bông quá trời nè. Chưa, quá trời luôn. Mà khế này khế ngọt nha. Đó rồi xong bôi chơi đen à, đó, cây xong bôi chơi đen của mình à. Năm nay cũng ra bông rất là nhiều. Đó, thấy không, bông quá trời nè đó. Quá trời bông luôn. Bông năm nay trúng bánh rồi. Bông quá trời nè, wow, trái lên nè. Xong rồi chơi đen. Quá trời bông luôn. Đó, cây này đó, quá trời. Năm nay cưới quá trời. Thì quýt của mình cũng năm nay cũng ra trái nè, hồi năm ngoái không có trái, năm nay có trái. Đó. Đó, cây chanh. Chanh nưa hồng. Đó, cây chanh nưa hồng này nó rất là trái, rất là nhiều nha. Không hột, chanh không hột. Mà sai trái rất là nhiều. Đó. Đủ đủ đó. Bự không? Nãy cũng hái vô 3 trái làm gỏi đôi đủ ăn á. Cây ổi, ổi năm nay cũng ra hơi khá nhiều. Ổi trắng của Indo trồng 1 năm mà nó ra trái rồi đó. Đó. Nhiều đó, cây sòi cũng mới trồng được 1 năm rồi, chỉ có được 1 trái thôi. Bữa mình có cây sòi bự lắm nhưng mà mình chặt, tại cây sòi nó ăn không có ngon mấy, nó sai trái mà ăn nó không có ngon, nó ăn sống rồi chứ không được ăn chín, để chín là nó bị nứt, không biết tại sao nên mình chặt bỏ rồi. Thì để mình coi cái cây này coi nó ngon không. Đó. Đó, chuối. Còn đây là cây vú sữa hoàng kim nha, hoàng kim. Đó, mình mới trồng thì người ta nói khoảng chừng 2 năm rồi chắc có trái. Đó. Đó, vú sữa hoàng kim. Đó, có thêm mấy cây ổi nữa. Ổi này mình không biết có ngon nha, lúc mà mình mua nhà là cái bà chủ bà đã có cây ổi này rồi. Nhưng mà mình chưa có ăn. Năm nay nó mới ra trái rồi mình không biết. Đó, cây vú sữa đó nè. Đó, nhà có 2 cây vú sữa. Đó. Rồi hàng xóm mình thì nó có cây chôm, nhưng mà nó để bản là sợ mình ăn cắp hay sao, sợ mình ăn cắp trái của nó hay sao, mà chôm này ăn cũng không có ngon mấy. Chôm không phải chôm chóc, cái thịt dính ngon mấy. Đó, cái này xung quanh cảnh nhà mình nè. À, mới chặt bớt cây nhưng mà không có thời gian đem đi dục. Đủ quá trời luôn, thấy không? Quá trời đủ luôn. Chính mà ăn cũng kẹp. Đủ đỏ nè. rất là ngon ngọt nha. Đó, bỏ phân, không bỏ phân nha, để phân tự nhiên đó, đó giống như mấy cái rác rồi mà mốt mình xay thành thành nhuyễn đó, mình bón cây đó, organic hết. Ồ, chút nữa mình phải tỉa lại bớt mấy cái kêu đu này nhiều quá. Đó, nhà mình nhiều cây đu đủ quá trời, nhà sẽ ăn đu đủ. Đó, quá trời luôn. Cái này là cây cam, cam đỏ nha. Đó, cái thịt nó đỏ. Bữa hổm mình mua ở gần chợ trời mặt khu U á, bữa hổm mình có quay á, mua cây về bây giờ nó cũng lên cũng đẹp nè. Đu đủ. Cây trái vải bữa mình trồng á. Còn cái này của qua rừng mình trồng, nhưng mà mình không có trồng mà tự nhiên nó mọc quang vậy, mình để ra luôn. Cái này hồi xưa chuồng chó nè, để quang vậy luôn. Ok, chút nữa mình quay tiếp nha. Bây giờ mình đi ăn. Ok, okay các bạn. Hồi vừa qua vừa lấy cái gà bỏ vô một tháng trước nó mua đủ thứ hết trơn. Để đại Michael ra kêu nó ngồi ba thằng trai ngồi chung với mẹ. Giờ nó quên quá đi ngồi nè. À, Michael ngồi chung với mẹ. Lấy hỏi cho cái này nó hơi giật giật đi rồi. Bà tao không bà đâu. Có điện thoại bà đâu. Không mà Khương cũng vậy á, cái con đi chơi một em Quỳnh nói một lần đi với bà Quỳnh là hết mắc cỡ. Bà đè là bà chụp cho hết mắc cỡ. Qua nè anh trai. Kỷ niệm của trẻ trẻ với con, kỷ niệm với mấy gì già rồi, kỷ niệm dọn mình. Bình mỏi đi. Có gì. Mỗi tuổi là đẹp theo kiểu khác nhau. Giờ chụp ảnh ảnh nữa. Bên nếp á Michael, cái nếp cho ngon lắm á. Nó chảy hết chanh xuống đây hết trơn rồi nè. Vì ăn mặn cái trong miệng vậy nó lột ra cho nè. Xong rồi để lên bàn chơi, trong miệng cuốn vậy. Để lên đây chơi, để lên bàn này trong. Rồi đó. Nè đấy. Anh thích qua trái rồi, sách kìa. Cái gì vậy? Còn ăn gì nữa? Cơm. Cái này. Lên. Sao bốc khói vậy? Ủa tôi má ơi. Cái bánh mì này nó thành bạch ba già rồi nè, nó đen rồi lấy ra đi. Ủa này sao cái này sao? Lấy cái bánh mì ra đen hơn. Miếng đen ra thôi. Trời ơi. Thảy ra ngoài đi. Bánh mì qua ai? Không có ai hết trơn đó. Lấy ra đại rồi, để đại đi. Mẹ ơi để mốt là nó bự ra ghê á mà. Tao tưởng không lầm. Để tắt lửa nha. Chị mượn anh. Tắt đi. Đang nướng khoai. À đang nướng khoai. Chị mượn anh. Đậy nó lại. Chắc lửa nhỏ chú. Cái này không ngon hơn gì hả? Chè kỳ quá. Cái bưởi này á. Con luộc nó xong rồi phải không? Luộc lâu á. Luộc nhọt quá hết đi rồi con bỏ đường con ướp. Con để cái là đi. Ngày mai con lấy cái bột con rồi. Không bự ra. Cái bột cái gì mà YouTube này là sắp đó. Quay ra quay sắp cho nó ấy xong rồi con ăn nó là nhọt quá. Nó con này con ghê quá. Rồi cái con luộc. Cái set của bà Quỳnh mua cái set chè nó có sẵn rồi nó kêu mình làm sao làm theo nó không có giống cái này. Nó bị bột nó bở. Còn cái này con phải cắt nó giọt lựu vậy. Cắt nó dài nhỏ chút xíu nữa hay là dài. Con mới dắt nó rồi con luộc, con dắt nó cái là con mới ngâm đường một đêm hay là vài tiếng giữa ngựa chứ sao cái bột năng đó cũng sắp để cho nó nhiều cái chuyện ăn nó nhiều nó không làm gì mình đâu nhưng mà mình bị nhột nhột có lạnh đụng như cái mình nó nhột quá rần cái người mình tao tự sướng trời ơi không sợ luôn á mấy cô em ăn miếng bánh mì mà ngon hết sợ lắm rồi con bánh mì ở trên đó đó đẹp quá kìa chụp mẹ con cái nhỏ đi lấy cái miếng nhỏ trời nó chơi cũng lông đâu không nó ngang nít ra nó la theo cho nó chì nó bà nó sợ gì làm thình lình để nó hết hồn nó lớn rồi nó ấy rồi nó hết hồn đi chú rồi sao làm nó làm nó hết hồn hoài luôn nó sợ dán vậy thấy dán nó sợ lắm trời chưa nó sợ đâu nó thấy dán làm sao là nó sợ lắm có mấy trái đu đủ á nó mang xuống cắt rồi lá gu à Ráng anh cầm mấy trái rượu xuống cắt thôi. Khói quá vậy. Ăn chút xíu thấy nò. Lại trời nắng hả bác? Mình uống nước đó mà. Để đó. Này. Đây cho. Từ từ bắt con đi. Đây cho. Nó tôi phải xuống. Bọng á con, bọng á. Đừng mà nó sợ con mày đem tụi quần không là nó đi rồi. La gu. Khoa nướng. Để con quay phim cho tao biết không thôi. À, tao tưởng như đâu, tao tưởng nãy nó cũng tưởng con như đâu. Chị giữ con giả hay gì? Cái sừng nó đẹp quá ha. Ôi, tắt cái này không xử lý cái bạn này. Giúp mình nuôi nó không khen nó. Có khoai chín chưa? Chị lấy với bạc trời. Ờ, cái đầu á. Mày câu chừng cái đầu nó chỉ. Mày nó chừng vô bắt mẹ mày. Quên chết cái lũ quỷ bà cho mày hết. Đi làm nhẹ hả con? Lại đưa mặt vô kìa, mẹ chụp cho. Mẹ đang quay phim. Đi ba nó di chuyển là biết đó là con gì. Nó không dễ thương, nó sợ. Nó sao con? Rồi đi. Có đau không? Nó nhột là bác Quỳnh nhột. Cái con kia nó bầu trên số thai mình 5 bữa đi đó nhá. Đâu quá. Còn đâu mới chi đẹp. Trời mám ăn mà quay đứng rồi ăn chưa hết. Happy birthday này trời. Cảm ơn. Trời chưa cái sinh happy birthday bưng tại giờ không đây. Chụp hình con cái. À chụp hình. Dẹp này qua con, dẹp này qua cho bác chụp. Vậy cho cắt lên đây. Rồi cái vị không có son luôn. Không cần tao chụp áp không sao. Cầm cần cẩn thận nha. Rồi. Quá trời điên ti luôn nè. Ôi, hết lên nào đó ốm nè. Ừ. Còn đây là do. Lại đây happy birthday nha. Ngọt không chị? Đi. Ngọt đây. Ngọt nha. Cindy Châu nữa thiệt. Khổ khổ thiệt. Cindy còn Châu nữa làm. Thiệt. Đẹp. Nó tự design á chứ. Ủa nó in cái hình mình lên luôn à? Đưa cái hình cho nó là nó in. Ôi, thank you. Hết nè, tới tới hết nè. Cái kia cái về nè. Đi đi qua đây chồng. Lại nè. Qua đây nè. Đi qua đây nè mấy con, đi qua đây. Không, qua bên đi à mẹ. Qua nó đứng nó sáng hơn. Đi chạy sáng tới hồ hoàng chạy. Đúng rồi. Con bên nó đánh nãy chút bỏ cà rem lên. Bây giờ tới màn thổi đèn màn hát của Châu với hiệu Dinty Healer nha. Trong đôi chuyện luôn á. Mướn người mẫu quảng cáo. Đứng đây con cầm này nè, cái mới chụp hình nó thấy quảng cáo á. Để đi à. Ok ha. Rồi lại nha, vô nha. Chụp hả? Tây. Ê nhìn kìa, kìa nhìn mẹ kìa. Để hát xong chụp. Ồ. Wow. Xin nhìn nào quá, nhìn mẹ kìa. Để you. Rồi mọi người để mẹ ra đã, mẹ đâu rồi, để mẹ ra đã. Wow, đẹp quá. Đi ra con. Đẹp đó, đẹp thiệt đó. Cái này là cái nền màu trắng là đẹp hơn. Cái nền màu trắng ở trong màu hồng thì nó hợp hơn tiễn bánh hồng lè. Tiệp tiệp vậy cũng được rồi. Cái màu xanh vợ màu trắng. Màu trắng nó mới đẹp á, nó mới nổi. Cái này xanh giật giật á. Xanh hoặc là nền trắng ha. Hồi đó sinh nhật Lam cũng vậy đó. Cũng rửa hình vậy đó. Xong em đặt ngày này, cái mình đổi ngày sinh nhật lại quên luôn cái qua sao nó mới sinh nhật nó nói mày đặt hôm qua tao đem bỏ rồi. Luôn hả? Mày không lấy sinh nhật Kevin. Mình không lấy, hiểu không? Mình đặt hôm nay mà ngày mai mình mới lấy. Nhiều hôm nay mình đi bỏ. Nó dục tiền nguyên. Tại có hình nó nói in, đáng lẽ là nó phải lấy tiền Quỳnh nữa đó. Tại nó in hình con Quỳnh nó đâu có bán chay được, tao phải bỏ. Nó quên con đỡ nó bắt con trả tiền mấy chục đô. Đâu có lấy. Sợ. Qua đây. Trời ơi. Đừng. Chị vô đi để quay cho. Quay hai máy luôn. Quay hai máy. Rồi, bắt chơi vô. mày, tao lại tao luôn. Rồi, cắt bánh đi, Michael cắt đi cưng. Chụp hình cho mọi người cắt. Ừ, lấy gì cũng được đó. Lấy cái dĩa đi, dĩa dĩa. À tùy mày à. Thôi lấy dĩa đi, cái đó ít lắm để ăn dĩa đi. Cái tô này mốt ăn tiệc tiếp. Cái dĩa của một người. Cái mặt của chị. Ăn chung đó một người. Ủa sao hết cái bông này gì vậy? Lấy cái bông này đi. Vậy hả? Bông tặng cho Châu. Thì người ăn miếng cho cái bông có sao? Ông tặng cho chủ nhân. Rồi. Lấy này đi nha, con ai ăn hàng cắp miếng thôi. Ngồi xuống cắt cái cưng đứng cơm cơm nó nặng đấy mẹ. Cắt lên dao cái kìa nó bự á. Cắt nhỏ rồi Michael ơi. Nó làm đồ. Đúng rồi. Nó cỡ đó được rồi đó. Cái kia làm đồ đúng rồi. Chứ Michael. Ôi trời rồi chán rồi. Cái này mình bỏ mẹ để cho con coi. Ok, chúng tôi còn cắt ra để nó gấp lên vậy. Trời ơi, ai vậy? Cái này cái gọi là đồ màu đen ghê luôn á, cái gì nặng nặng. Rồi, cảm ơn chú kìa. Trời ơi, nó dễ bự dữ vậy. Cái bác cái mặt bà Châu nó mới chịu. Tụi nó đã ăn mặt của con. Ok, từ từ đó chú mày còn cắt cái mặt thì Châu cho ta biết tí nha. Cái gì tạm kìa. Chị Châu con muốn ăn mặt chị Châu thôi. Ừ, cho ta biết tí đó mà mặt thôi rồi Châu. Mỗi đứa một cái mặt nha, mỗi đứa nửa mặt nha. The body, the body. Y'all want to eat your face. Bánh bát đâu Michael nắp chút xíu luôn cái mặt cả hai đứa nhỏ. No, me. Hai đứa mỗi đứa một cái mặt, mỗi đứa nửa cái. No. Nè, Châu ơi nè. Chứ này là cái mặt con ăn. Con body à? Nè, chị Châu ăn đi nè. Chị muốn ăn body tôi hả? Chị muốn cái gì? Body nó không chịu. Tao muốn cưng cắt sao mà trúng cái mặt bà Châu á. Trời ơi, khổ ghê gì á. Cái mặt người ta đẹp vậy cái cắt ra. Nó là ăn body chứ. Con phải ăn cái mặt cho mấy chịu. Trời đất ơi. Ăn chung này quên, tối bà ăn chung. Lấy muỗng. Nè, mặt tôi nè ăn đi. Ê, mẹ múc mày lên chi bên kia mẹ vô này nó lên hình đẹp lắm nè. Thôi đi. Ủa, mặt mình đẹp luôn rồi mẹ. Không ai ăn vậy ta. Mày vô cái hình cái này nè. Trời ơi, chắc kìa ơi, cái gớm quá nè. Xong lấy muỗng nè. Cái hình mà xinh dương nè. Muỗng đâu? Đẹp quá. Lại tim á hả? Thật bao nhiêu cái. Bò đi, bò đi.